Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà tình nghĩa quân dân cho ông Lê Phương Bình, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Châu Pha và ông Lê Tấn Đạt, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Mỹ Xuân là người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà nghĩa tình quân dân được Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ trao tặng cho hai cán bộ quân sự địa phương có diện tích 84 m². Tổng chi phí xây dựng mỗi căn nhà là 170 triệu đồng. Trong đó, Ban Chỉ huy quân sự thị xã và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ hỗ trợ một nửa chi phí xây dựng, phần còn lại do gia đình, người thân đóng góp thêm. Năm 2021, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ vận động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các mạnh thường quân đóng góp ủng hộ trên 240 triệu đồng để xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình cán bộ, chiến sĩ khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.